Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh thành phía Nam và thành phố Hà Nội. Tỉnh Sơn La, địa phương giáp danh với Điện Biên, trong những ngày gần đây cũng đã xuất hiện hàng trăm ca mắc COVID-19. Nhiều người dân của tỉnh Điện Biên đi lao động ở trong miền Nam và các tỉnh thành dưới xuôi muốn trở về địa phương, cũng như nhiều người ở các tỉnh thành dưới xuôi muốn lên làm ăn và thăm thân tại Điện Biên. Theo công văn số 2704 ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tất cả các trường hợp người từ ngoại tỉnh vào địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR âm tính trong thời gian 72 giờ do cơ quan y tế cấp và xác nhận. Thời gian qua, các lực lượng được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tại các chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã thực hiện như thế nào? Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh nội dung này. Trước tiên là những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc luyện tập tổng hợp các nội dung trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Dự chỉ đạo có Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và Khung tập. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì lễ khai mạc. Đợt luyện tập tổng hợp nhằm kiểm tra, rà soát kết quả công tác chuẩn bị, bảo đảm các mặt cho diễn tập. Thông qua luyện tập, tiếp tục hoàn thiện nội dung văn kiện, thống nhất phương pháp, tác phong, hành động của từng cương vị sát với điều kiện thực tế, làm cơ sở rút kinh nghiệm và tổ chức diễn tập sát đúng ý định chỉ đạo của quân khu, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Phát biểu tại lễ khai mạc luyện tập tổng hợp diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh và khung diễn tập quán triệt sâu sắc chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Quá trình luyện tập phải phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân theo cương vị, chức trách, bám sát nhiệm vụ, liên hệ thực tiễn, điều hành luyện tập đúng nguyên tắc, linh hoạt, sát tình huống. Các ý kiến đề xuất trong các hội nghị phải bảo đảm chất lượng, ngắn gọn, sát thực tế, phù hợp với bối cảnh tình hình và lĩnh vực cơ quan, đơn vị, địa phương. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí trong Ban chỉ đạo, đạo diễn quân khu theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ, tham gia ý kiến chỉ đạo, rút kinh nghiệm những hạn chế thiếu sót, làm cơ sở cho tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập theo kế hoạch xác định. Sau khai mạc, khung tập tiến hành luyện tập phần vận hành cơ chế với nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch thi hành tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tổ chức hiệp đồng bảo đảm trong xử trí tình huống phức tạp về an ninh trật tự, phổ biến kế hoạch và thực hành di chuyển cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội vào căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương. Sau khi phổ biến kế hoạch, cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội đã thực hành di chuyển vào căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương giả định. Dưới sự chủ trì và điều hành của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang thời chiến. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 3 ra nghị quyết chuyên đề chuyển hoạt động của địa phương sang thời chiến. Hội nghị Ban chỉ đạo phòng không nhân dân. Trong mỗi nội dung luyện tập, các thành viên trong khung tập đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, nhất là quân sự, công an, biên phòng và các ngành đã vận dụng linh hoạt nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, luyện tập bảo đảm đúng nguyên tắc, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng tình huống đặt ra, sát thực tế, bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gắn với từng trạng thái quốc phòng và trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang khi chuyển vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Điện Biên Phủ cũng đã tổ chức luyện tập tổng hợp diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố Điện Biên Phủ năm 2021 gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng và sang thời chiến. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Thành phần tham gia diễn tập gồm Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các phòng ban đoàn thể thành phố, phường Tân Thanh.
Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ năng lực lãnh chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp giữa các phòng ban đoàn thể thành phố trong việc vận dụng sáng tạo linh hoạt vào các tình huống khẩn cấp của địa phương, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang và toàn dân trong việc chủ động phòng ngừa, làm thất bại âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó với chiến tranh xâm lược, bảo vệ vững chắc địa bàn. Qua buổi luyện tập tổng hợp giúp thành phố Điện Biên Phủ điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, chuẩn bị cho buổi diễn tập chính thức trong thời gian tới. Ngày 12 tháng 9, Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 năm 2021 tại trạm y tế thị trấn Mường Ảng. Đợt tiêm này diễn ra trong 2 ngày, dự kiến có 510 người sẽ được tiêm vaccine COVID-2. Toàn bộ người dân đến tiêm phải thực hiện việc giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay theo đúng quy định. Trước khi tiêm, toàn bộ các trường hợp đến tiêm đều phải đo thân nhiệt, khám sàng lọc, khai báo về tình trạng sức khỏe, bệnh lý nền và các mũi tiêm chủng trong thời gian gần đây để cán bộ y tế đưa ra chỉ định phù hợp. Đồng thời được tư vấn đầy đủ về tác dụng và những sự cố bất lợi có thể xảy ra như sốt, sưng đau tại chỗ tiêm, phát ban, đau cơ, đau đầu, tiêu chảy. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng còn bố trí đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế và đội cấp cứu, theo dõi xử trí kịp thời trường hợp có phản ứng bất thường nếu có xảy ra sau khi tiêm chủng. Trở lại nội dung phần đầu chương trình chúng tôi đã giới thiệu. Thưa quý vị và các bạn, là huyện cửa ngõ của tỉnh có tuyến quốc lộ 6, quốc lộ 279 đi qua. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tuần giáo đã siết chặt kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nhiều tỉnh thành trong cả nước vẫn diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội kéo dài, nhiều lao động ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về địa phương, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành đèo Pha Đin thuộc xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, trung bình mỗi ngày, các lực lượng chức năng kiểm tra 600 đến 700 lượt người và 200 lượt phương tiện qua chốt. 33 cán bộ chiến sĩ lực lượng liên ngành đang chốt trực 24 trên 24 giờ thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Tất cả các người từ các tỉnh dưới xuôi về địa bàn tỉnh Điện Biên sinh sống cũng như là làm việc thì anh em đều kiểm tra mã test QR giá trị 72 tiếng thì mới cho phép vào địa bàn. Hiện tại thì cơ bản là lượng người qua chốt kiểm dịch thì cũng, người dân cũng chấp hành tốt. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì cũng có một số trường hợp lái xe cũng do ở dưới xuôi lên thì cũng chưa nắm bắt được quy định của địa phương về công tác phòng chống dịch nên là cũng có những cái là chưa chuẩn bị được test PCR 72 tiếng để vào tỉnh. Tại các xã giáp danh với tỉnh Sơn La, từ huyện, xã đến các thôn bản đã tập trung tuần tra kiểm soát các đường mòn, lối mở, tổ chức các tổ chốt hướng dẫn người dân đến các chốt kiểm dịch để khai báo y tế trước khi vào địa bàn huyện. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại các chốt kiểm dịch và các đơn vị có liên quan xử lý các trường hợp vi phạm. Các xã Tỏa Tình, Quài Tở tăng cường theo dõi người xuống xe từ địa phận Sơn La, Điện Biên để hướng dẫn công dân đến chốt kiểm dịch và thông báo kịp thời với lực lượng tại chốt kiểm dịch phối hợp thực hiện công tác khai báo y tế, phòng chống dịch. Đối với xã thì cũng có thường lập một cái điểm chốt tại trung tâm và tỉnh thì cũng có một cái điểm chốt tại chân đèo Phan Đi và một cái chốt tại bản Tỏa Tình. Trong cái thời điểm dịch COVID rất là nóng, xã Tỏa Tình thì nó nằm ở giáp danh với địa phận Sơn La, Điện Biên. Nên là xã là luôn luôn chủ động và làm cái công tác kiểm soát cái dịch bệnh này. Tại xã Tình Phong, công tác phòng chống dịch được người dân các bản triển khai chốt chặn 24 trên 24 tại các chốt kiểm dịch y tế với phương châm dân bản phải nắm rõ người lạ qua chốt, yêu cầu cung cấp họ tên, địa chỉ đối với tất cả người ra vào địa bàn. Nếu không đủ điều kiện phòng dịch
kiên quyết không cho phép ra vào, đồng thời thông báo chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Là một địa phương giáp danh với tỉnh Sơn La, cho nên là chúng tôi đã căn cứ vào tình thực tế và các tỉnh bạn là họ đã có dịch, cho nên là chúng tôi đã thành lập hai chốt là COVID kiểm soát ở các bản giáp danh với tỉnh Sơn La. Thì qua quá trình triển khai thực hiện thì bà con cũng đồng tình ủng hộ. Đấy, thì hiện tại thì các chốt kiểm dịch ở các bản thì đã hoạt động có hiệu quả, là cử hai người trực một ca là để kiểm soát những người mà từ địa phương có dịch hoặc từ tỉnh bạn vào địa bàn xã Thanh Phong. Tuần Giáo là huyện cửa ngõ của tỉnh Điện Biên, lưu lượng người lưu thông qua địa bàn huyện là rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao xâm nhập dịch COVID-19. Song song với siết chặt quản lý người từ ngoài vào các xã thị trấn, huyện Tuần Giáo cũng đang nỗ lực phát huy sức mạnh của các tổ COVID cộng đồng. Xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay cho việc trốn tránh, khai báo y tế không trung thực để qua các chốt kiểm dịch vào địa bàn. Thực hiện quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả các biện pháp phòng chống, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, tại thị xã Mường Lây, cửa ngõ của tỉnh Điện Biên tiếp giáp với tỉnh Lai Châu, đã nhiều ngày qua thị xã tái kích hoạt chốt kiểm dịch COVID-19 tại khu vực đầu cầu Hang Tôm. Cán bộ chiến sĩ liên ngành cắm chốt tại đây luôn nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc, ngày đêm canh gác, quyết tâm không để trường hợp nào qua chốt mà không đầy đủ các thủ tục theo quy định về phòng chống dịch. Chốt kiểm dịch Hang Tôm hiện có 21 cán bộ chiến sĩ gồm các lực lượng công an thị xã Mường Lây, ban chỉ huy quân sự thị xã Mường Lây, trung tâm y tế thị xã Mường Lây, thanh tra giao thông và trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Bắc, được chia thành 3 ca trực 24/24 giờ trong ngày. Là tổ chốt gác cổng tuyến đường bộ huyết mạch nối Điện Biên với tỉnh Lai Châu, Lào Cai, nên chốt phòng dịch tại khu vực cầu Hang Tôm phải kiểm soát lượng người và phương tiện qua lại cũng khá đông. Hàng ngày, các cán bộ ở đây có nhiệm vụ khử khuẩn phương tiện, kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, lấy khai báo y tế, xác định lịch trình di chuyển đối với tất cả người vào địa bàn, lập danh sách người đến từ các tỉnh, thành phố để phân loại. Đối với những trường hợp công dân đến từ vùng đỏ, sẽ được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly đồi cao hoặc các khu cách ly ở địa phương nơi công dân cư trú. Công dân đến từ vùng xanh khi có đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR sẽ được đi tiếp về nơi cư trú. Ngày cao điểm, các thành viên tổ chốt phải dừng phương tiện kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế cho vài trăm lượt người. Tôi thực hiện theo đúng công văn chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh Điện Biên là kiểm tra tất cả các công dân đi vào địa bàn tỉnh Điện Biên. Thì thứ nhất là kiểm tra giấy tờ, với cả là kiểm tra họ đến từ vùng nào, hay là từ vùng dịch hay không, hay những điểm là không có dịch đi vào trong địa bàn phải là xét nghiệm PCR để khai báo y tế, xong là anh em chúng tôi mới cho vào trong địa bàn thị xã. Hàng ngày các thành viên chốt kiểm dịch xoay vòng các ca trực để có thời gian nghỉ ngơi. Nói là làm việc 8 tiếng, nhưng lúc phương tiện lưu thông nhiều, anh em phải đẩy thời gian làm việc thêm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thức đêm, thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt eo hẹp nhưng không vì thế mà làm giảm đi tinh thần làm việc của mọi người trong tổ công tác. Những bữa ăn đơn giản, vội vàng, những giấc ngủ chập chờn, không đúng nhịp sinh học cũng dần thành quen. Cán bộ chiến sĩ nơi đây vẫn thay nhau làm việc xuyên ngày đêm. Anh luôn xác định là nhiệm vụ cũng khó khăn, vất vả, cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của ban chỉ huy giao cũng như là của ban chỉ đạo tỉnh giao cho từng đồng chí. Để xác định là cần nhiều đồng chí cũng xa gia đình, xa quê, nên là cái nhiệm vụ chung của cả nước cũng xác định cái nhiệm vụ để lại hoàn thành tốt. Tôi là cũng xác định tư tưởng là phải lúc nào phải cố gắng làm việc, phải tận tâm hết sức, làm sao mà để cùng với cả nước làm sao mà đẩy lùi cái dịch COVID này. Thì công việc thì nói chung là cũng những cái lúc mưa nắng mưa cũng rất vất vả, nhưng mà anh em đồng chí đồng đội cũng như là tất cả mọi người đều tất cả cố gắng hết. Thì là mình mà cái tuyến đầu mình không kiểm soát được dịch bệnh mà nó bùng phát vào trong địa bàn tỉnh thì lúc ấy không lường hết được. Là tuyến đầu chống dịch COVID-19 của tỉnh, các cán bộ chiến sĩ chốt kiểm dịch COVID-19 Hang Tôm hàng ngày, hàng giờ đang nỗ lực hết mình, góp phần đảm bảo sự an toàn cho người dân trên địa bàn thị xã cũng như cả tỉnh.
Chính nhờ sự nỗ lực của các lực lượng được phân công thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch cửa ngõ và địa bàn giáp danh của tỉnh đã góp phần ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm vào địa bàn. Theo ghi nhận của ngành y tế, đến ngày hôm nay 12 tháng 9, Điện Biên đã qua 24 ngày không có ca dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan lơ là, các cấp, các ngành, đặc biệt là người dân cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nghiêm túc thực hiện các quy định 5K của Bộ Y tế, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tập trung đông người. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi điểm lại những tin tức nổi bật diễn ra trong tuần. Và đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại các chương trình của đài chúng tôi tại địa chỉ website dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.